Xin kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thời sự của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Vào sáng ngày hôm nay, Quốc hội khóa 15 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 2 theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự phiên họp tại điểm cầu Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội. Trong phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh kỳ họp được tổ chức theo tinh thần tiếp tục đổi mới và sáng tạo, vừa tận dụng tiết kiệm tối đa thời gian, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng của kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân và cử tri cả nước. Sau lễ chào cờ, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm đồng bào từ trần, cán bộ chiến sĩ hy sinh do dịch COVID-19. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ sâu sắc với những tổn thất, mất mát nặng nề về người và của, những khó khăn mà nhân dân ta đã phải gánh chịu. Tri ân, tôn vinh, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch, nhất là ngành y tế, các lực lượng vũ trang và cán bộ cơ sở, đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng hy sinh vì sức khỏe và cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời khẳng định, Quốc hội đã góp phần quan trọng cùng cả nước ngăn chặn, kiểm soát được dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thử thách. Bước đầu thể hiện là một Quốc hội hành động, tiếp nối truyền thống khát khao, đổi mới và cống hiến, luôn đặt người dân và doanh nghiệp ở vị trí trung tâm trong mọi quyết sách vì sự phát triển bền vững của đất nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tiến hành xem xét cho ý kiến thông qua đối với 7 dự án luật, 5 dự thảo nghị quyết, tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn và bàn thảo nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội và công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. Chính phủ luôn đặt mục tiêu sức khỏe, tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống cho người dân, giữ vững quốc phòng an ninh. Đây là nội dung trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính báo cáo trước Quốc hội sáng nay. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, công tác phòng chống dịch COVID-19 là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương. Chính phủ kịp thời điều động một lực lượng tham gia chống dịch lớn chưa từng có trong một thời gian rất ngắn với khoảng hơn 300.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng y tế, quân đội, công an từ trung ương và các địa phương khác hỗ trợ cho các địa phương thực hiện giãn cách và tăng cường giãn cách xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu quan trọng những tháng cuối năm nay và sang năm 2022 là tập trung nỗ lực cao nhất cho phòng chống dịch COVID-19 phù hợp, hiệu quả với tình hình thực tế. Thực hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân lên trên hết. Trước hết, đẩy nhanh tiến độ bao phủ tiêm vaccine, trong đó có tiêm vaccine cho trẻ em, triển khai chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho người dân, doanh nghiệp, gắn với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Củng cố tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền quốc gia, giữ vững môi trường hòa bình ổn định cho phát triển đất nước, theo dõi nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý kịp thời, linh hoạt tình huống, kiên quyết kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng an ninh với phát triển kinh tế xã hội. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung thực hiện mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Chiều nay, các đại biểu Quốc hội khóa 15 thảo luận tại tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên. Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tham dự thảo luận tại các tổ đại biểu Quốc hội. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự được xây dựng nhằm bảo đảm đúng lộ trình thực hiện cam kết của Việt Nam trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương và yêu cầu theo Nghị quyết số 72 của Quốc hội khóa 14. Các đại biểu Quốc hội đánh giá việc ban hành luật này cần đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm,
kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nói riêng và quy định phù hợp với thực tiễn trong trường hợp thiên tai, dịch bệnh, bất khả kháng nói chung. Quy định rõ trách nhiệm của các bộ ngành khi xây dựng nội dung các điều luật. Tại các tổ thảo luận, các đại biểu Quốc hội cũng thống nhất việc ban hành luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật thống kê nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác thống kê, tạo cơ sở pháp lý để thực hiện kịp thời việc thu thập, tổng hợp và bảo đảm số liệu thống kê, phản ánh khách quan, chính xác, kịp thời, đầy đủ, thống nhất, phục vụ Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối chính sách và điều hành phát triển kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, tính từ thời điểm dịch COVID-19 bùng phát đến nay, tổng số kinh phí ngân sách đã cấp cho nhiệm vụ chống dịch là trên 30.000 tỷ đồng. Tại kỳ họp này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội quyết định về dự toán phân bổ ngân sách nhà nước năm 2022, trong đó có khoảng 10.000 tỷ đồng chi thường xuyên cho lĩnh vực y tế để phòng chống dịch và dự kiến cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để phòng chống dịch. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị thống nhất phương án chi trả kinh phí hoạt động của bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chủ trì hội nghị. Theo ý kiến của thành phố Hồ Chí Minh, đối với các bệnh viện điều trị COVID-19 thuộc quân đội quản lý, được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định thành lập hoặc thành phố Hồ Chí Minh có văn bản huy động phục vụ điều trị cho cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân thành phố. Thành phố có thể đảm bảo chi hỗ trợ tiền ăn của nhân viên y tế, hỗ trợ mức chênh lệch 40.000 đồng một người một ngày, chi hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu theo số người thực tế nhưng không vượt số người làm nhiệm vụ theo quyết định thành lập của cấp có thẩm quyền. Hỗ trợ tiền ăn, nhu cầu sinh hoạt của người bệnh COVID-19, đồng thời hỗ trợ chi phí điều trị cho người dân không bao gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, hỗ trợ vật tư y tế, hóa chất, trang thiết bị y tế theo khả năng của thành phố, hỗ trợ phụ cấp chống dịch, điện nước, văn phòng phẩm, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, bảo trì cơ sở hạ tầng. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương thống nhất những chi phí đảm bảo thuộc về chế độ quân nhân cho chiến sĩ, y bác sĩ của các bệnh viện quân đội thì Bộ Quốc phòng sẽ chi trả. Ngoài ra, chi phí phát sinh phục vụ nhiệm vụ chống dịch sẽ đề xuất thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ, bao gồm tiền ăn hỗ trợ thêm, tiền hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, tiền xử lý chất thải, kinh phí sửa chữa vật tư trang bị. Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu các bệnh viện làm dự toán báo cáo Cục Tài chính Bộ Quốc phòng và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sớm nhất, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển, 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021, chiều nay, Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và Thượng tướng Song Hào. Với tấm lòng thành kính, Thượng tướng Đỗ Căn cùng đoàn cán bộ Tổng cục Chính trị đã tưởng nhớ công lao của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà chính trị quân sự lỗi lạc của Đảng và quân đội. Công hiến to lớn của Đại tướng đã góp phần quan trọng xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam vững mạnh toàn diện trên cơ sở vững mạnh về chính trị tư tưởng. Đại tướng Nguyễn Chí Thanh là một nhà lãnh đạo gương mẫu, nhiệt huyết, giàu bản lĩnh, có phong cách làm việc gần gũi với nhân dân, lối sống trong sạch, giản dị, yêu thương đồng chí, đồng đội. Trước anh linh Thượng tướng Song Hào, nguyên chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thượng tướng Đỗ Căn và đoàn cán bộ Tổng cục Chính trị bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những công lao, đóng góp của Thượng tướng Song Hào cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như xây dựng Tổng cục Chính trị vững mạnh, tấm gương sáng về phẩm chất, đạo đức, trình độ và kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ huy, tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của đồng chí là bài học vô giá. Cán bộ chiến sĩ toàn quân sẽ tiếp tục phát huy thành quả cách mạng mà Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Thượng tướng Song Hào và các thế hệ lãnh đạo tiền bối đã dày công gây dựng, không ngừng ra sức phấn đấu, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xây dựng Việt Nam ngày càng giàu mạnh. Thiết thực biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
hôm nay nhà hát chèo quân đội tổ chức tổng duyệt vở diễn Biển vẫn còn đường mòn. Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự buổi tổng duyệt. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, 19 tháng 10 năm 1946, 19 tháng 10 năm 2021. Buổi lễ có sự tham dự của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng, đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đại biểu đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng thành phố Hà Nội. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội luôn nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tích cực chủ động tham mưu với Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, tích cực đi đầu trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích, sự nỗ lực, phấn đấu của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng vũ trang Thủ đô cần quán triệt, vận dụng nhuần nhuyễn bài học của cha ông ta về dựng nước đi đôi với giữ nước từ khi nước chưa nguy và đường lối, quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang Thủ đô cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng và phát huy mạnh mẽ thế trận lòng dân trên địa bàn. Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tin tưởng lực lượng vũ trang Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, phấn đấu lập nhiều thành tích cao hơn nữa. Tại Bắc Giang, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã tổ chức diễn tập chiến dịch một bên hai cấp trên bản đồ năm 2021. Điểm nổi bật của cuộc diễn tập lần này là quân đoàn đã áp dụng công nghệ thông tin và các phương tiện trang bị hiện đại, đồng thời tổ chức cầu truyền hình trực tuyến từ điểm cầu quân đoàn đến điểm cầu các cơ quan đơn vị trong thành phần tham gia, xây dựng sa bàn tác chiến điện tử hiện đại phục vụ diễn tập, báo cáo thông qua quyết tâm chiến đấu trên sa bàn điện tử và bản đồ kỹ thuật số 3D, sử dụng lực lượng đạo diễn phù hợp để chỉ đạo theo dõi thông qua hệ thống trang bị hiện đại. Cuộc diễn tập là cơ sở để quân đoàn 2 rút kinh nghiệm công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của quân đoàn trong tình hình mới. Tại tỉnh Bình Dương và Đồng Nai trong 5 ngày vừa qua, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đã chỉ đạo Sư đoàn 9 và Sư đoàn 309 diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2021. Quá trình diễn tập, quân đoàn đã đưa ra nhiều tình huống mới sát với thực tế chiến đấu về địa hình, đối tượng tác chiến và trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp để rèn luyện, nâng cao khả năng vận dụng, xử trí của người chỉ huy và cơ quan các cấp. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 9 và Sư đoàn 309 đã chú trọng nâng cao ý chí chiến đấu, quyết tâm thi đua lập công, quán triệt, giáo dục sâu kỹ về nội dung, mức độ khó khăn của cuộc chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, kế hoạch và quyết tâm chiến đấu trên sa bàn và bản đồ thể hiện rõ ý đồ chiến thuật và nghệ thuật quân sự trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Trong thực hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu được các đơn vị tổ chức nhanh, gọn, bí mật, đúng quy định. Công tác phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, xử lý các tình huống linh hoạt, đúng nguyên tắc, an toàn, đạt mục đích yêu cầu đề ra. Lữ đoàn 962 quân khu 9 và lữ đoàn 127 vùng Nam Hải quân hôm qua tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Dù chịu ảnh hưởng của bão, điều kiện thời tiết xấu, nhưng đây cũng là dịp để bộ đội xử lý tình huống phát sinh trong thực tế. Tại tỉnh Kiên Giang, Lữ đoàn 962 Quân khu 9 tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển gồm 73 súng B-41, 73 súng tiểu liên AK, 74 súng 12 ly 7 đơn tàu bắn mục tiêu cố định, 75 biên đội cơ động bắn mục tiêu di động ban ngày. Thời tiết xấu ảnh hưởng bởi cơn bão số 8, nhưng đây là dịp để bộ đội có thêm kinh nghiệm xử lý sát thực tế hơn.
Qua kiểm tra cho thấy, cán bộ chiến sĩ đã nắm vững thao tác, tính năng tác dụng và sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang bị kỹ thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Tại Phú Quốc, Kiên Giang, Lữ đoàn 127, vùng 5 Hải quân tổ chức kiểm tra bắn đạn thật trên biển. Tham gia kiểm tra bắn đạn thật có các biên đội tàu chiến đấu thuộc Hải đội 512. Nội dung kiểm tra gồm bắn chiến đấu biên đội tàu bài 5A, 5B, sử dụng các loại súng pháo có trong biên chế, tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển, ban ngày và ban đêm. Đợt bắn đạn thật nhằm kiểm tra trình độ tổ chức, chỉ huy, điều khiển tàu, công tác huấn luyện, hiệp đồng, khả năng sẵn sàng chiến đấu, chống lại các cuộc tấn công của máy bay và tàu mặt nước của địch, cũng như tiến hành phản công địch. Công tác tìm kiếm, quy tập được mộ liệt sĩ trong lúc đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã khó, việc xác minh danh tính liệt sĩ lại càng khó hơn. Do vậy, việc tìm được một liệt sĩ có thông tin, xác định chính xác danh tính, đơn vị, quê quán, có thể nói đó là điều may mắn và rất có ý nghĩa đối với các lực lượng làm nhiệm vụ quy tập mộ liệt sĩ hiện nay. Giữa những ngày thu tháng 10, gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Đích, quê ở xã Đồng Du, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, hạnh phúc vỡ òa khi Ban chỉ đạo 515 tỉnh Hà Nam đại diện cho đội quy tập mộ liệt sĩ quân khu 2 về xác minh báo tin cho gia đình đã tìm kiếm và cất bốc được phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Đích tại bản Sốp Hùn, huyện Mường Ngòi, tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Với bà Nguyễn Thị Dĩ, chị gái liệt sĩ Nguyễn Văn Đích, tin tìm được hài cốt em trai mình là niềm hạnh phúc quá lớn sau bao khát khao chờ đợi đối với bà và gia đình. Cảm ơn Đảng và Nhà nước và các chính quyền mà đã có tâm mà đưa hài cốt em tôi về, chúng tôi rất mừng. Anh em quyết liệt đã tìm kiếm, cất bốc được 6 hài cốt liệt sĩ, đấy là một niềm rất phấn khởi và xúc động. Tại phường An Hải Bắc và phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chiều hôm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 2 phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tiến hành tuyên truyền biển đảo và trao quà hỗ trợ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Tại hai địa phương nói trên, Vùng Cảnh sát Biển 2 và Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng đã trao 200 suất quà tới các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng cùng với 5.000 khẩu trang y tế, 500 lá cờ Tổ quốc. Cũng trong dịp này, cán bộ của hai đơn vị đã phối hợp tuyên truyền biển đảo, chống đánh bắt hải sản trái phép. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân mà Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ký kết thực hiện trong 2 năm vừa qua. Chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh và từng bước chuyển sang trạng thái mới. Song đợt dịch thứ tư đã gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội, sức khỏe và đời sống của nhân dân. Vì vậy, thời gian tới đây, các nhiệm vụ giải pháp, biện pháp được thực hiện phải rất toàn diện, hiệu quả và kịp thời. Đó là một trong những nội dung nhấn mạnh của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến toàn quốc với các địa phương về những kết quả bước đầu của công tác phòng chống dịch trong đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 đến nay. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự tại đầu cầu Văn phòng Chính phủ. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt Chính phủ tham dự đầu cầu thành phố Hồ Chí Minh. Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả bước đầu, những bài học kinh nghiệm, những bước ngoặt quyết định trong phòng chống dịch, thảo luận thêm những giải pháp thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Phát biểu tại cuộc họp, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, một số biện pháp có tính chất bước ngoặt đã được thực hiện như điều động lực lượng hỗ trợ các địa phương tâm dịch, chuyển hướng chiến lược từ tập trung sang phân cấp tới tận cơ sở trong triển khai các biện pháp y tế, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Cụ thể, như triển khai hàng trăm trạm y tế lưu động tại thành phố Hồ Chí Minh, điều động hàng trăm nghìn cán bộ chi viện lo an sinh xã hội cho hàng triệu người dân trong một thời gian rất gấp rút. Hiện nay, từng bước điều chỉnh lực lượng cho phù hợp với điều kiện bình thường mới. Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và các ý kiến phát biểu đề cập tới nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo hiệu quả trong công tác phòng chống COVID-19 trong thời gian vừa qua. Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam đã kiểm soát được tình hình và từng bước chuyển sang trạng thái mới. Bên cạnh đó, vẫn còn một số hạn chế bất cập
trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương. Do đó, Thủ tướng yêu cầu cần tiếp tục nghiên cứu, đánh giá thật kỹ, thật sâu, tìm ra nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc để khắc phục những hạn chế bất cập này trong thời gian tới. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ nhân dân vùng dịch, vào chiều nay, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, đại diện Cục Quân nhu Tổng cục Hậu cần đã trao 5 tấn lương khô, 5.000 thùng mì tôm tặng nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Với nhiều biện pháp phòng chống dịch hiệu quả cùng với sự hỗ trợ tích cực của quân đội và các lực lượng, đến nay huyện Hóc Môn đã từng bước kiểm soát được dịch bệnh, chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Thế nhưng do dịch bệnh kéo dài, đời sống bà con còn gặp nhiều khó khăn. Trước đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tặng 50 tấn gạo hỗ trợ nhân dân huyện Hóc Môn vượt khó chống dịch. Thời gian qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời hỗ trợ nhân dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quân khu 7 với 1.000 tấn gạo, 355 tấn lương khô, hơn 45.000 thùng mì tôm cùng với hàng trăm tấn nhu yếu phẩm, vật tư y tế.